Khoảng 2 tháng trở lại đây mình mới thử nghiệm một phương pháp ghi chú trong quá trình đọc sách mới, sử dụng note card hay còn gọi là những cái thẻ ghi chú như thế này. Và phương pháp này đã thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình. Ai cũng biết rằng mục đích quan trọng nhất của việc đọc sách là lấy được những cái bài học giá trị, những tinh hoa từ cuốn sách. Do vậy là chúng ta mới có những cái kỹ thuật ví dụ như là vừa đọc vừa ghi chép gạch chân khi đọc sách để đọc chú động này, hay là viết lại ít nhất 3 bài học mình học được từ cuốn sách này, hay là tóm tắt sách, review sách để học lại cái bài học đấy cho mình. Ngay trên kênh YouTube này thì mình cũng có khá nhiều video nói về cái chủ đề này. Tuy nhiên có một cái câu hỏi đặt ra là làm sao để mình có thể hệ thống hóa tất cả những cái ghi chép, tất cả những cái bài học mình có được từ cuốn sách, để sau này trong cuộc sống của mình nữa mình có một cái băn khoăn nào đấy, mình muốn quay trở lại mình xem lại cái bài học đấy, mình tham khảo lại cuốn sách đấy, thì mình không phải đọc lại toàn bộ cuốn sách hay là xem lại ghi chú ở tất cả mọi nơi. Nói cách khác, làm sao mình có thể hệ thống hóa tất cả những ghi chép trước đây của mình để có thể mang lại cái bài học này mãi mãi theo mình, ứng dụng vào cuộc sống hiện tại của mình. Trước nay khi đọc sách thì mình vẫn ghi chú vào một quyển sổ duy nhất để tiện tra cứu, hoặc là mình review, mình tóm tắt ở trên một cái trang riêng ở trên Notion để khi nào mình cần mình có thể vào cái trang đó. Nhưng mà mình cảm thấy cái nhược điểm của cái phương pháp này ấy, là những cái bài học đấy nó vẫn dính vào những cái cuốn sách cụ thể. Tức là mình phải dở ra cái trang nói về cuốn sách đấy này, mình phải tìm lại đúng cái cuốn sách đấy thì mình mới lấy được các cái bài học trên đấy. Chứ những cái bài học nó không có cái sự thoải mái tương tác, có cái sự tự do để nó kết hợp với nhau những cái bài học từ nhiều cuốn sách khác nhau để bổ sung cho cái trường hợp của mình, để giúp cho cái nhân sinh quan, thế giới quan của mình được rộng mở hơn, nó được khai phá hơn. Điều này mình đã suy nghĩ rất là nhiều và mình đã thử nghiệm khá nhiều phương pháp làm sao để có thể hệ thống hóa những cái ghi chú của mình tốt nhất. Khoảng 2 tháng trở lại đây mình mới thử nghiệm một phương pháp ghi chú trong quá trình đọc sách mới, sử dụng note card hay còn gọi là những cái thẻ ghi chú như thế này. Và phương pháp này đã thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình. Trước hết mình cần phải credit người đã chỉ cho mình phương pháp ghi chú bằng note card này. Đấy chính là Ryan Holiday, một tác giả người Mỹ rất nổi tiếng, tác giả của nhiều cuốn sách bestseller về marketing và chủ nghĩa khắc kỷ. Và Ryan Holiday thì cũng chia sẻ là anh ấy học được phương pháp này từ mentor của anh ấy, cũng là một nhà văn nổi tiếng không kém, tên là Robert Greene. Thì mình sẽ để đường link phía dưới một số video và blog của Ryan Holiday và những cái người đã từng sử dụng phương pháp này để các bạn tham khảo thêm một cách toàn diện nhất về cái phương pháp này từ nguồn gốc cho đến hiện tại. Tuy nhiên thì mình muốn nói rằng là trong quá trình thử nghiệm phương pháp này thì mình có thay đổi một chút để nó phù hợp với cái cá tính, cái sở thích và cái mục đích sử dụng của mình. Thứ nhất là bởi vì mình là một người sống theo chủ nghĩa tối giản, cho nên là mình không thích những cái thứ mà nó quá phức tạp. Ví dụ như là một phương pháp rất là hay nhưng mà nó quá cồng kềnh và nó yêu cầu mình phải dành quá nhiều thời gian ghi chép thì mình cũng không thích. Do vậy là mình có tối giản cái phương pháp này đi rất là nhiều. Cái thứ hai là khi mà mình sử dụng mình ghi chép ấy, thì các bạn sẽ thấy sau này là mình cố gắng mình ghi chép theo cái mục đích của mình. Thì mục đích của mình là gì? Mình là một người làm nghiên cứu về giáo dục này, mình là một người làm sáng tạo nội dung ở trên nền tảng đa kênh, mình còn là tác giả sách nữa. Thế do vậy là những cái ghi chép trong quá trình tập của mình cố gắng là phục vụ những cái mục đích của cá nhân mình như vậy. Nếu mà cái mục đích của bạn như thế nào thì bạn cũng có thể thay đổi cái nội dung bạn ghi chép, cũng như là thay đổi cái phương pháp, cái hình thức mà bạn ghi chép theo cái mục đích sử dụng của bạn, để cho tăng cái tính ứng dụng cao nhất của cái phương pháp này cho cái trường hợp riêng của bạn. Ok, và sau đây chính là cái phương pháp của mình. Bước đầu tiên là đọc sách bằng phương pháp chủ động. Mình sẽ lấy ví dụ đọc cuốn sách của chính mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản nhé. Khi đọc sách, mình cầm theo một chiếc bút để vừa đọc vừa gạch chân những đoạn quan trọng và viết ra bên lề suy nghĩ, cảm xúc và cảm nhận riêng của mình, kích thích cho não bộ của mình tương tác với sách và tìm ra bài học ứng dụng cho mình. Bên cạnh đó, mình cũng hay đọc với giấy dán đánh dấu sách như thế này. Có những đoạn nào tâm đắc mình muốn đọc lại sau này thì mình thường dán ở mặt ngang của trang sách. Có những đoạn nào có bài tập thực hành hay nội dung nào mình muốn ứng dụng ngay cho bản thân mình thì mình sẽ dán ở phía đầu trang sách. Đây là phương pháp của riêng mình tự nghĩ ra, chứ không học ở đâu cả. Nhưng nó thực sự hiệu quả cho mình, để biết đâu là điều cần làm ngay và đâu là điều mình có thể nhâm nhi đọc lại mãi sau này. Nếu bạn không muốn dán giấy nhớ thì cũng có thể gập map sách lại. Sau khi đọc hết mỗi chương sách, mình sẽ cố gắng tóm tắt 3 điều thú vị học được từ chương đó bằng việc viết ra ở đầu hoặc cuối chương sách. Với những cuốn sách mà tác giả đã cho sẵn tóm tắt như cuốn sách này của mình,
thì mình sẽ xem lại tóm tắt đó và viết thêm ý của riêng mình. Mình đã đọc theo quy trình này khoảng 10 năm rồi và bạn có thể thấy ở đây, mọi cuốn sách qua tay mình đều có những dấu hiệu ghi chú như thế này. Bước thứ hai là ghi lại tinh hoa từ cuốn sách lên thẻ ghi chú. Sau khi đọc hết một chương hoặc vài chương sách rồi, thì mình sẽ xem lại những đoạn mà mình gạch chân, đánh dấu và chọn xem đâu là những thứ mình thực sự tâm đắc để ghi lại trong bộ thẻ ghi chú của mình. Mình không ghi thẻ song song với quá trình đọc vì nó có thể làm gián đoạn sự tập trung khi đọc sách của mình. Và bản thân mình cũng cần một khoảng thời gian để xem lại đâu mới thực sự là những điều mình thấy tâm đắc, đâu là những điều tinh hoa nhất của cuốn sách để cho vào bộ thẻ ghi chú của mình. Mình sẽ bắt đầu với việc ghi lại vào mép trái của thẻ một từ nói lên nội dung chính, ví dụ ở đây là tối giản, với từ khóa minimalism. Sau đó mình ghi vào mép phải của thẻ tên sách viết tắt cùng số trang có thông tin này. Nội dung dưới mình sẽ ghi nhanh lại ý tưởng trong cuốn sách, những câu trích hay trong sách. Và nếu có thể, mình ghi mũi tên hướng ra, rút lại bài học ứng dụng cho riêng mình. Nếu cần phải ghi chép tới mặt sau của thẻ, thì mình sẽ đánh dấu mũi tên vòng ra như thế này để ra hiệu cho mình biết rằng là thẻ này có hai mặt. Đôi khi trong quá trình đọc sách, mình liên tưởng nghĩ ra điều gì đó không thực sự được tác giả viết trong cuốn sách nhưng có liên quan đến mình, thì mình cũng ghi lại dòng suy nghĩ đó vào thẻ với những tiêu đề rất cá nhân như Me là cho mình, Content là để làm nội dung hay Idea là những ý tưởng để xem lại sau này. Quá trình ghi chú này giúp kiến thức ăn sâu vào não hơn nhiều, tăng khả năng ghi nhớ và kích thích ứng dụng cao. Bước thứ ba là sắp xếp thẻ ghi chú. Mình có riêng một chiếc hộp nhỏ để sắp xếp những chiếc thẻ này. Mình mới thực hành phương pháp này được 2 tháng thôi nên số lượng thẻ chưa nhiều. Đây là sự phản ánh của 4 cuốn sách mà mình đã đọc trong 2 tháng qua. Như các bạn có thể thấy, mình sắp xếp thẻ theo thứ tự bảng chữ cái. Mình chọn bảng chữ cái tiếng Anh vì mình hay đọc sách tiếng Anh, nhưng bạn cũng có thể dùng bảng chữ cái tiếng Việt hay ngoại ngữ nào mà bạn muốn. Ví dụ, đây là một số nốt từ cuốn sách về lãnh đạo, Leadership, có tên là Chính Bắc mà mình mới đọc gần đây. Mình cũng có một số đề tài khác như con người, marketing, các câu trích dẫn hay trong sách, mạng xã hội, v.v. Ngoài ra, mình cũng có một phần những thẻ mang màu tương ứng với những công việc mà mình đang làm như nghiên cứu, viết sách, khóa học, sản phẩm, v.v. để lưu lại những ý tưởng mình có trong lúc đọc sách liên quan trực tiếp tới những mảng này. Cuối cùng là ứng dụng kiến thức. Khi mình đã có một hệ thống ghi chú rồi, thì thỉnh thoảng mình sẽ mở ra xem để ôn lại bài, hoặc khi mà có một vấn đề gì mình cần đến cái thông tin về riêng cái chủ đề này, thì mình sẽ mở ra xem và ứng dụng vào công việc của mình. Ví dụ như gần đây mình đang xây dựng khóa học về lãnh đạo cho học viên chương trình tiến sĩ, và mình đã lấy được rất nhiều ý tưởng hay từ các nốt về lãnh đạo này. Đó là toàn bộ quy trình mình đọc sách, thực hiện ghi chú bằng phương pháp Notecard hay còn gọi là thẻ ghi chú, và ứng dụng tất cả những kiến thức này vào cuộc sống và cái công việc riêng của mình. Thế như mình đã nói từ ban đầu video, mặc dù mình mới sử dụng phương pháp này được khoảng 2 tháng thôi, nhưng mình cảm thấy nó thực sự thay đổi cuộc đời của mình. Mình thấy những cái bài học mình học được từ cuốn sách nó sinh động, nó linh hoạt, nó tương tác với nhau nhiều hơn. Mình nhớ những cái kiến thức của mình tốt hơn và mình có thể ứng dụng ngay lập tức vào những cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là sáng tạo nội dung về học thuật và học tập như thế này. Thì mình cũng hy vọng là mình có thể sử dụng cái phương pháp này trong thời gian dài hơn nữa, làm dày hơn cái collection, cái bộ sưu tập notecard của mình thêm nữa. Cũng với tinh thần học tập ứng dụng của những video gần đây trên kênh của mình, nếu các bạn thấy được bất kỳ giá trị nào từ video này, hãy comment cho mình phía dưới, nói cho mình 3 bài học nào bạn học được từ video này, 2 điều gì bạn cần làm ngay và 1 điều gì bạn cần phải bỏ ngay. Mình đợi xem comment của các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người.